tiền đấy tao trong tay nha, bây giờ đến lúc đấy tao giả cho mày trước cái kiểu gì, một là lương, hai là thưởng, nó sẽ giả cho mày luôn. Nó lúc đấy mày có tiền là Tết đó, chưa đến Tết. Lại nhập cái thuốc trị mụn đấy á? Người ta không dùng, tao dùng cho đẹp. Đi mày. Đi làm sao được, đầu đi tao có gì đâu. Ừ. Không, tao bảo mày đi mày là cho tao vay đi mày ấy. Đi không? Mẹ nó phép. Hả? Thật, tao phải thật, tao hỏi vay thật mà. Cái tiền tháng này tao có việc mất rồi. Mày không bớt nhận hộ vẫn còn hay cho tao vay đi. Tao bảo mua điện thoại mà già đã lộn rồi. Tao bảo đặt mua cái 400 nó xem là 100.000 điện thoại vừa đấy, 66 không chung mẹ. Z2 đời lâu lắm rồi, đời chỉ bà già dùng thôi. Nhưng mà dòng em không mà đơ dùng còn muốn đập luôn hơn cái iPhone đấy. Nhưng mà cái dòng này lâu rồi, nó cũ. Chắc là Z2 mà. Sợ đéo nghe rồi. Cái dòng Z2 nó sản xuất từ, nó không sản xuất lâu lắm rồi. Bà tao con ốc bồ. Nhớ đâu mà dùng Z2 thì sao thì đi ăn thì thôi. Còn 6 tháng đấy, 6 tháng thì thôi. Mua lên mạng ấy. Không, mua ở đây. Ở đây chạy. Anh đâu ơi? Con Trần Thị Thanh Thủy anh biết được không? Em thấy chụp ảnh với anh mà. Anh biết con Trần Thị Thanh Thủy không? Vợ ông sĩ này. Vợ ông sĩ à? Thầy đang bán điện thoại hỏi bán không thấy ok không? Đấy cái điện thoại chỉ có 400 thôi, con Z2 à. Vợ Sĩ Dung à? Nó lấy đâu về? Vâng, bà mua cái cho bà già. Có 400 thôi. Z2 mà. Con đấy là mày mua. Con đấy nó nhập của đâu về thôi, kiểu bán sỉ lẻ thôi. Con đấy á, phải lắm chuyện với đây gì ạ? Con giờ đối chị biết tem ở đâu? Đây. Mùng 9. Mùng 9 ạ. 3 ngày nữa có lương rồi anh. Kiểu gì cãi nhau nhưng mà sao con ấy không vừa đâu. Cái gì thế bảo hay không sao? Thời gian thì cũng bây giờ đang bán cái toàn cái đấy mà 400 hồi trước đang bán 400 mình mua về dùng cho xem được không? Cả con gì mấy con ở bên bái con gì nhỉ? Nó em xem rồi nhỉ, con này nó gần thôi. Mình bảo nhá mà thế nào thấy quen thế. Mà bây giờ có phải là có loại ngon dùng rồi không? Mà đỡ tốn tiền không? Mua hẳn cái 3 triệu cơ. Cái đấy là em chưa thấy nó ấy thôi, em không thấy nó đăng thôi. Là dòng gì? Có thể chồng em mua cho. Cái dòng 400 đến mà mình mà dùng được thì giỏi. Nó chỉ có thể là nghe gọi này.
gọi Zalo cũng được thế thôi, chỉ cần như thế thôi. Thì thế nhưng mình dùng cái đéo được đâu. Đấy nghe gọi Zalo thứ được cái. Bố mẹ em rất tóc tóc mầm được. Thì lướt vẫn lướt rồi, kể qua là nó yếu rồi. Ông nhà em hôm nào chả tóc tóc. Đi ra đến 9 giờ rồi. Quá hợp lý ở gì nữa.